quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bất ngờ sập. Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, vụ sập cầu khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người rơi xuống sông, nước cuốn trôi. Ban đầu đã tìm và cứu được 3 nạn nhân. Các nạn nhân đã được Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đưa đi chiếu chụp xét nghiệm, hiện sức khỏe ổn định. Ông Phan Trường Sơn, 50 tuổi, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, một trong 3 nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu thoát nạn, kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Sơn cho biết, ông thấy cầu rung lắc và cho rằng phương tiện trọng tải lớn đi trên cầu, bất ngờ cả người và phương tiện bị rơi xuống gần đáy sông. Ông lấy hết sức để ngoi lên mặt nước, nhưng luôn nghĩ mình không thể sống sót vì nước chảy rất mạnh. Ông Sơn đã cố bơi vào bờ, may mắn bám vào một cây chuối và được người dân đi thuyền ra cứu. Ông Phan Trường Sơn bị chấn thương phần mềm, tỉnh táo nhưng tâm lý hoảng loạn, lo lắng. Ngoài ra, hai bệnh nhân khác vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm đã tự đi lại được. Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, đơn vị cử 2 đội cấp cứu cơ động, 2 xe cứu thương đến hiện trường mang đầy đủ thuốc, vật tư, cáng, bình oxy để sẵn sàng ứng cứu xử trí. Khoa hồi sức tích cực dồn toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây sang phòng khác để sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân liên quan vụ sập cầu Phong Châu vào cấp cứu. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Long An, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, hiện đơn vị chưa tiếp nhận cấp cứu nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Cơ sở y tế này đã điều động nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường để trực cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ban lãnh đạo cho biết khoa cấp cứu chưa tiếp nhận nạn nhân nào trong vụ sập cầu. Đơn vị đã cử 2 kíp bác sĩ cùng xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng tìm kiếm trục vớt các nạn nhân. Ban đầu đã tìm được 3 nạn nhân. Có mặt chỉ huy ứng cứu tại cầu Phong Châu, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết tình hình cụ thể. Theo Trung tướng Phạm Hồng Trương, 2 mố cầu của cầu Phong Châu đã sập. Đáng lo ngại là khi cầu sập, có một số phương tiện đã bị rơi xuống sông trong khi nước chảy xiết. Theo ghi nhận ban đầu, có một số xe bị trôi xuống sông, chưa rõ thiệt hại người, phương tiện là bao nhiêu. Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh và của quân khu, của huyện đang tiến hành nắm trên địa bàn và nắm các phương tiện đi qua cầu Phong Châu lúc bị tai nạn. Trung tướng Phạm Hồng Trương cũng cho biết hiện chưa rõ số người và phương tiện mất tích do sập cầu, địa phương và lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ. Trước sự cố này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đóng chân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng tìm kiếm trục vớt các nạn nhân. Ban đầu đã tìm được 3 nạn nhân. Trung tướng Phạm Hồng Trương nói, hiện nay chúng tôi đang huy động Lữ đoàn 543 cùng với lực lượng vũ trang địa phương của quân khu để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Ban đầu, chúng tôi đã vớt được 3 người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cấp cứu. Cũng theo Trung tướng Phạm Hồng Trương, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại 9 tỉnh thuộc địa bàn quân khu 2. Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã cử lực lượng, nhất là lực lượng 4 tại chỗ của dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên của các huyện nơi xảy ra sự cố để giúp di dời tài sản và người dân, đồng thời huy động lực lượng cơ động của quân khu, của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, của các sư đoàn để ứng cứu cứu hộ, cứu nạn trên các khu vực. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều khả năng cao có người và phương tiện gặp nạn. Cụ thể, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, có thể có người và phương tiện rơi xuống sông. Vì rơi cả một nhịp cầu xuống sông nên các cơ quan chức năng chưa xác định được cụ thể là bao nhiêu người và phương tiện bị rơi xuống. Ông Triệu Công Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Xuân thuộc huyện Tam Nông cho biết, đến lúc này các lực lượng chức năng đang kiểm tra xem có người và phương tiện rơi xuống sông hay không. Thời điểm cầu sập không phải cao điểm giao thông. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, ngay khi nhận được tin sập cầu Phong Châu, đơn vị đã bố trí tổ công tác đến hiện trường. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ triển khai các biện pháp phân luồng, phân tuyến từ xa, cấm đường, di chuyển người và phương tiện tụ tập hai bên đầu cầu, hỗ trợ cứu nạn cứu hộ. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo địa phương, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024, xác định ban đầu có một xe ô tô chở khách, một số ô tô 4 chỗ cùng nhiều người dân đang tham gia lưu thông bằng xe máy trên cầu. Số lượng người, phương tiện cụ thể chưa thể thống kê được. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tập trung tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Nguyên nhân ban đầu xác định do nước lên cao, chảy xiết gây sập cầu. Tại hiện trường, anh Triệu Ngọc Thư là nhân chứng cho biết, khoảng 10 giờ sáng nay, tôi có việc đi qua cầu Phong Châu. Lúc đến gần cầu, trước xe tôi có khoảng 3 ô tô nữa.
Lúc này, cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút, cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi. Cũng tại đây, nhân chứng kể lại giây phút thoát chết vụ sập cầu. Bà Thiều Thị Hòa thuộc xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi đi qua cầu được mấy chục mét, cây cầu sụp đổ khiến nhiều người di chuyển bị rơi xuống sông, cuốn vào dòng nước. Bà Hòa nói, sáng nay tôi sang Lâm Thao đi chợ, vừa đi qua tôi nghe tiếng ầm ầm, quay lại thì thấy cầu sập. Có xe máy, xe tải, xe ô tô con, tất cả rơi xuống và nhanh chóng bị cuốn trôi. Nước sông chảy quá to, cuồn cuộn. Lúc ấy quá sợ hãi nên tôi dừng xe ngồi bệt xuống lề đường vì thoát chết trong gang tấc. Tôi không nhớ chính xác nhưng lúc ấy khoảng 9 giờ 30 phút. Giờ tôi cũng không chợ bối gì nữa, tìm đường mà về nhà, tổ tiên phù hộ tôi qua kiếp nạn. Tương tự, anh Lưu Trung Sơn, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũng cho biết, anh ngồi uống nước ở đầu cầu thì thấy tiếng ầm ầm, sau khi mọi người hô hoán thì thấy cầu sập. Anh Sơn bàng hoàng nói, tôi không nhớ cầu này xây dựng từ năm bao nhiêu, tôi làm nghề lái taxi nên ngày nào cũng di chuyển qua đây. Nhìn cảnh này tôi quá sợ hãi vì tôi định sang thành phố Việt Trì đón khách, nhưng chần chừ nán lại bên đầu cầu vài phút để tranh thủ uống cốc nước. Không biết đi sớm thì mình có nằm trong số những người xấu số rơi xuống sông không. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của Phú Thọ. Cầu được xây dựng với kết cấu giản thép, có chiều dài gần 380 mét. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét. Sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới. Theo đó, Yên Bái là địa phương có mức độ cảnh báo cao nhất về lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ, nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3. Nên từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong vòng 24 giờ. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Thao ở Yên Bái, sông Lục Nam ở Bắc Giang, sông Hoàng Long, Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9 trên các sông như sau. Trên sông Thao tại Yên Bái 32,50 m, trên mức báo động 3 0,50 m. Sông Lục Nam tại Lục Nam 6,25 m, dưới báo động 3 0,05 m. Sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,78 m, dưới báo động 3 0,22 m. Sông Mã tại Lý Nhân 9,55 m, trên báo động 1 0,05 m. Trong 14 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Thương tại Phù Lạng Thương tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 3. Từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do Thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 2, Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy số 1 vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 9. Nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.
khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo đêm 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 Yagi, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên thời tiết Hà Nội những ngày tới liên tiếp có mưa dông. Cụ thể, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nền nhiệt mức cao nhất 27 đến 30 độ, ban đêm khoảng 23 đến 25 độ, trời dịu mát. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng dự báo từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi cao hơn 120 mm. Đêm ngày 10 và ngày 11 tháng 9 tiếp tục có mưa dông. Đáng lưu ý, đài khí tượng cảnh báo lũ các sông Bùi Tích lên cao gây ngập lụt sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Bên cạnh đó, mưa lớn trong nhiều ngày, vùng núi các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo các nơi khác ở Bắc Bộ. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Cục bộ có nơi trên 200 mm. Ngày và đêm 10 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày và đêm 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm 10 tháng 9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Đến ngày và đêm 11 tháng 9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.